Ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày diễn ra quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công điện được ban hành nhằm thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông báo của Ban chấp hành Trung ương về việc tổ chức lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Cờ rủ là quốc kỳ, có dài băng tang kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, và chỉ treo cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. Trong hai ngày diễn ra quốc tang, các tổ chức cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí rừng, hoãn tổ chức, các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao, và hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo khẩn về lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công văn của thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông báo của Ban Chấp hành Trung ương về việc tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang treo cờ tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có giải băng tang màu đen, băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao cột cờ. Cờ rủ được treo tại vị trí treo cờ hàng ngày. Nhân dân và các đoàn đại biểu của cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phân công trưởng đoàn, trang phục sang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Cá nhân và tổ chức tới viếng không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn, không mang theo túi sách, chỉ mang theo giải băng viếng tang, màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân truyền do ban tổ chức chuẩn bị. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, quận 1. Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu diễn ra từ 13 giờ ngày 26 tháng 7. Trước ngày diễn ra quốc tang, nhiều cơ quan công sở ở các tỉnh thành trên cả nước đã treo cờ rủ sớm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hà Nội, Cờ rủ được treo trên nóc của nhà hát Hồ Gươm, trụ sở của Bộ Tài chính thực hiện treo cờ rủ để tưởng nhớ vị Tổng Bí thư đáng kính. Một số đơn vị kinh doanh trên phố Hai Bà Trưng treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lá cờ rủ được treo trang trọng trên chính giữa sân trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng theo học. Cán bộ nhân viên trường Trung học cơ sở Mai Dịch, quận Cầu Giấy thực hiện nghi thức treo cờ rủ trường trung học phổ thông mỹ đình hà nội treo cờ rủ tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhà hát thành phố hải phòng treo cờ rủ lá cờ tổ quốc không còn bay và gắn trên đó là giải băng đen để tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng trong buổi nhập học học sinh trường trung học phổ thông đồng hòa quận kiến an thành phố hải phòng đã tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng cờ rủ được treo tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố hải phòng Tại trụ sở làm việc của tỉnh ủy Hải Dương, quảng trường Thống Nhất, tỉnh Hải Dương treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quy định việc tổ chức lễ quốc tang được thực hiện theo Nghị định 105 2012 ndcp của Chính phủ. Ngoài Tổng bí thư, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang gồm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế. Các cơ quan sau đây cùng đứng tên ra thông cáo về lễ quốc tang. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Ban lễ tang nhà nước và Ban tổ chức lễ tang. 1. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm từ 25 đến 30 thành viên đại diện Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, cơ quan nơi người từ trần đã hoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần. Ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. Trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Bộ Chính trị quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang gồm từ 15 đến 20 thành viên đại diện cho các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ giúp cho ban lễ tang nhà nước trong việc điều hành các cơ quan là thành viên ban tổ chức lễ tang, các cơ quan tham gia tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. Trưởng ban tổ chức lễ tang là một phó thủ tướng chính phủ. Đối với các văn bản về lễ quốc tang, Ban tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban tuyển giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan chủ quản của người Từ Trần soạn thảo thông cáo về lễ quốc tang, danh sách ban lễ tang nhà nước, ban tổ chức lễ tang, tiểu sử người Từ Trần, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng, lời điếu và lời cảm ơn có ý kiến đóng góp của gia đình người Từ Trần và được ban lễ tang nhà nước thông qua. Về việc đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin về lễ quốc tang. 1. đưa tin buồn khi chưa có thông báo chính thức của ban tổ chức lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần. Sau khi thành lập ban tổ chức lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần. 2. Đăng tin trên các phương tiện thông tin Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin về lễ quốc tang gồm Thông cáo, danh sách ban lễ tang nhà nước, ban tổ chức lễ tang, tiểu sử, ảnh người từ trần, nghi thức cả nước để tang, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng, lời cảm ơn của ban lễ tang nhà nước. Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương quay phim tư liệu lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng. Đài tiếng nói Việt Nam và đài truyền hình Việt Nam, thông tần xã Việt Nam, tường thuật và truyền hình trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng. Thời gian tổ chức lễ quốc tang là 2 ngày trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang, có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ. Dùng băng vải đen buộc không để cờ bay, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Lễ quốc tang tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nếu tổ chức ở Hà Nội – nhà tăng lễ bệnh viện quân y 175 hoặc nhà tăng lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nếu tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh hoặc hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương hay nghĩa trang địa phương khác theo nguyện vọng của gia đình. Lễ đài trang trí phong điển đen, trên đó treo quốc kỳ có giải băng tang, ảnh người từ trần và dòng chữ trắng, vô cùng thương tiếc đồng chí Bàn thờ đặt chính giữa phòng, dưới lễ đài có lư hương và gối hoan chương. Linh cữu phủ quốc kỳ đặt trên bệ ở chính giữa lễ đài, đầu hướng về bàn thờ. Ban tổ chức lễ tang phân công các thành viên trong ban tổ chức lễ tang đứng túc trực khi các đoàn cấp cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng. Trong quá trình tiến hành lễ viếng và lễ truy điệu, có hai chiến sĩ tiêu binh đứng cửa phòng lễ tang. Bốn sĩ quan quân đội mặc lễ phục đứng túc trực bốn góc cạnh linh cữu và sáu chiến sĩ tiêu binh đứng túc trực quanh linh cữu và đội quân nhạc phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị sáu vòng hoa có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. Sau khi các đoàn viếng xong, đặt cố định hai bên bàn thờ. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển, trong thông báo tin buồn có ghi các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen có kích thước 1,2m nhân 0,2m, ghi dòng chữ trắng kính viếng, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do ban tổ chức lễ tang chuẩn bị. Ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: hai chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, tiếp theo là trưởng đoàn, phía sau bên phải trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc ban tổ chức lễ tang tổ chức đón và xếp các đoàn đại biểu nước ngoài các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại việt nam và các cơ quan cá nhân nước ngoài khác có nguyện vọng đến viếng và ghi sổ tang sau khi viếng trưởng đoàn ghi sổ tang trong quá trình viếng quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ cùng thời gian diễn ra lễ quốc tang ở việt nam Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp đón các tổ chức cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ghi sổ tang tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Thành phần dự lễ truy điệu gồm Ban lễ tang nhà nước, Ban tổ chức lễ tang, gia đình, người thân, đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần. Về vị trí các đoàn dự lễ truy điệu, gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tang, theo hướng nhìn lên lễ đài, lãnh đạo đảng, nhà nước, đứng phía bên phải phòng lễ tang, theo hướng nhìn lên lễ đài. Các đoàn đại biểu, bộ, ban, ngành, đối tượng khác, lực lượng túc trực và đội quân nhạc đứng theo sắp xếp của ban tổ chức lễ tang. Về chương trình lễ truy điệu, trưởng ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ truy điệu. Quân nhạc cử quốc ca. Trưởng ban lễ tang nhà nước đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm. Khi mặc niệm, quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ trưởng ban tổ chức lễ tang tuyên bố kết thúc lễ truy điệu. Cùng thời gian diễn ra lễ truy điệu ở Trung ương, lãnh đạo địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần tổ chức lễ truy điệu tại địa phương. Thành phần dự lễ đưa tang gồm ban lễ tang nhà nước, ban tổ chức lễ tang, gia đình, người thân, đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần. Khi chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, có một sĩ quan mang ảnh, một sĩ quan mang gối huân chương, và một sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu. Đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang, từ xe tang vào phần mộ. Trưởng ban, phó trưởng ban lễ tang nhà nước cùng khiêng linh cữu, phía đầu linh cữu. Gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữu. Lực lượng phục vụ lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị gồm Lực lượng phục vụ lễ viếng, có bốn sĩ quan túc trực cách linh cữu 1,5 mét, bốn chiến sĩ giữ súng kck có lưỡi lê túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 07 m hai sĩ quan tiêu binh đứng trước cửa nhà tăng lễ lực lượng khiêng hoa sĩ quan dẫn viếng lực lượng quân nhạc phục vụ lễ viếng lực lượng phục vụ lễ truy điệu có bốn sĩ quan túc trực bốn góc cách linh cữu 15 năm m bốn hoặc sáu chiến sĩ giữ súng ckc túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 07 m bốn sĩ quan tiêu binh đứng trước cửa nhà tăng lễ một tổ quốc kỳ, một tổ quân kỳ, lực lượng danh dự ba quân chủng, bao gồm 127 cán bộ chiến sĩ, quân nhạc phục vụ lễ truy điệu, lực lượng phục vụ lễ đưa tang, một sĩ quan mang ảnh, một sĩ quan mang gối huân chương, một sĩ quan quấn cờ, đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ khiêng linh cữu, một chiến sĩ chuẩn bị xe tang, lực lượng danh dự ba quân chủng. Lực lượng phục vụ lễ an táng gồm 27 chiến sĩ làm nhiệm vụ tiêu binh tại cổng nghĩa trang, lực lượng mụ giả 13 chiến sĩ, lực lượng danh dự 3 quân chủng, lực lượng quân nhạc phục vụ lễ an táng, phương tiện phục vụ lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị, gồm một xe chỉ huy, một xe chở quốc kỳ, ảnh, gối huân chương, một xe chở quân kỳ, một xe chở đội hình danh dự, một xe hoa, một xe kéo xe tang, phía cuối xe tang là khẩu lựu pháo 122mm, một xe dự phòng, hai xe thông tin, một xe cứu thương. Linh cữu được phủ quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang. Sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, trưởng ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ hạ huyệt. Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt. Trưởng ban tổ chức lễ tang mời lãnh đạo đảng, nhà nước, gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt. Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ. Trong khi tiến hành lễ hạ huyệt và lấp mộ, quân nhạc cử nhạc, hành khúc tang lễ sau khi lấp mộ xong, ban tổ chức lễ tang dành một phút mặc niệm, tiễn biệt người từ trần. Quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ. Mộ sẽ được xây bằng đá granite có kích thước theo quy định hiện hành. Chi phí xây mộ hoặc hỏa táng, điện táng và phục vụ lễ tang do ngân sách nhà nước cấp.